Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết du lịch ngày 16 tháng 5 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, trong những ngày tới, thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, mưa rông tập trung xuất hiện vào khoảng thời gian chiều tối và đêm về sáng. Trong đó ngày 17 tháng 5 tiếp tục có mưa rào và rông, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Ngày 18 tháng 5 khu vực vẫn có mưa rông rải rác. Vào ngày 19 tháng 5 mưa rông chỉ còn xảy ra ở vài nơi. Còn tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, nắng nóng gia tăng, có nơi nắng nóng gay gắt, mưa rông xảy ra ở vài nơi, tập trung về chiều tối và đêm. Riêng chiều tối và đêm 18 tháng 5 có mưa rông rải rác. Mưa rông rất dễ kèm theo gió giật mạnh, lốc sét và cả mưa đá. Thời tiết nắng nóng, mưa rông gây bất lợi cho hoạt động du lịch trên khu vực. Đến với các tỉnh Trung Bộ, trong 3 ngày tới vẫn tiếp tục chịu sự khống chế của vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén và mở rộng về phía Đông Nam, gây ra hiệu ứng phơn. Do vậy, nắng nóng tiếp tục bao trùm khu vực, có nơi nắng nóng gay gắt. Vào ngày 18 tháng 5, nắng nóng và nắng nóng gay gắt, vùng núi phía Tây có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ ở mức 40 đến trên 40 độ. Về chiều tối và đêm, mưa rào và dông chỉ xảy ra ở vài nơi. Trong cơn dông vẫn tiềm ẩn nguy cơ lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh gây nguy hiểm cho hoạt động ngoài trời. Nhìn chung là du lịch trên giải đất Trung Bộ trong những ngày này, quý vị cần chú ý bổ sung thêm khoáng chất, nước, cùng với đó là các tiện ích che mưa, chống nắng, đồng thời tránh ở ngoài trời lâu trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ chiều để đảm bảo sức khỏe của mình. Trong những ngày tới đây, khi mà nắng nóng sẽ bao trùm các tỉnh miền Bắc và miền Trung thì du lịch biển là lựa chọn lý tưởng với nhiều du khách. Các tỉnh Nam Trung Bộ, trong đó có Phan Thiết, thời tiết khá ổn định, trời ít mưa với nhiệt độ cao nhất ở mức 33 đến 34 độ, thích hợp cho du lịch đất liền và biển đảo. Cái tên Phan Thiết và hình ảnh những bãi biển đẹp dường như đã trở nên quá quen thuộc với nhiều du khách. Thế nhưng bên cạnh những thiên đường biển xanh, những khu nghỉ dưỡng sang trọng, Phan Thiết còn hấp dẫn theo một cách khác với những trải nghiệm mà nó đem đến cho khách du lịch. Trước hết phải kể đến cảm giác phiêu lưu khi ngồi trên chiếc xe địa hình và băng qua những đồi cát trắng mịn. Chắc chắn đây sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ. Tiếp đó là những giây phút thư giãn chèo thuyền ở Bào Sen, nơi được mệnh danh là chốn bồng lai giữa những triền cát trắng. Đây quả thực là một nơi lý tưởng để ngắm sen và cảnh sa mạc mọc lên giữa lòng thành phố. Và nếu muốn ngắm toàn cảnh thành phố Phan Thiết xinh đẹp từ trên cao, quý vị có thể trải nghiệm cảm giác được ngồi trên khinh khí cầu. Đây quả thực là một trải nghiệm đáng để thử cho những ai yêu thích những trải nghiệm mang tính phiêu lưu. Trên vùng cao Tây Nguyên, trong 3 ngày tới, nắng nóng sẽ thu hẹp dần. Cùng với đó, thời tiết về chiều tối và tối sẽ có mưa rông xảy ra ở khoảng 1/2 diện tích khu vực. Mưa tập trung chủ yếu tại khu vực phía Nam, phía Bắc thì vẫn có mưa rào nhẹ vài nơi. Mưa rông khả năng còn kèm nguy cơ xảy ra các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vì vậy, quý vị cần chú ý đề phòng. Tại khu vực Nam Bộ, trong 3 ngày tới, nắng nóng gần như là chấm dứt trên khu vực. Tuy nhiên, cục bộ thì vẫn còn có nơi có nắng nóng nhẹ. Trưa chiều cảm giác oi bức khó chịu tiếp tục duy trì. Về chiều thì mây đối lưu phát triển gây mưa rông ở 1/2 diện tích khu vực, có nơi có mưa vừa và mưa to. Trong cơn dông, du khách vẫn cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mưa tập trung về chiều tối là chính nên phần lớn thời gian trong ngày, thời tiết vẫn thuận lợi trong hoạt động du lịch. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị chuẩn bị chu đáo cho hành trình du lịch sắp tới. Sau đây sẽ là chi tiết nhiệt độ các điểm du lịch lớn trên cả nước. Xin chào và hẹn gặp lại.